kênh Bonsai Nam Bộ. Hôm nay em xin giao lưu một lô phôi sam hương, rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Rồi cây đầu tiên này có mã số là 117. Mấy cây này đã đâm chồi sống khỏe về, cô chú có thể trồng liền luôn ạ. Quanh đế cây này là 36, quanh thân là 17, chiều dài là 36. Mã số 117, cây này 300 ngàn, em bao ship. Hôm nay em bán là từ 200-300 ngàn thôi. Mã số 117, chốt đúng mã số em mới gửi đúng cây được nha cô chú. Mấy cây này đế là nó nôm dài gì nè, tại cái chậu này nó bị bể á, nên mình thấy cái đế, chứ cây nào đế nó cũng vậy hết á. Quanh đế cây này là 27, quanh thân là 14, chiều dài là 45. Rồi mã số 118, cây này 300 ngàn luôn ạ. À. 119, đế cây này là 34, thân là 17, chiều dài là 30. Mã số 119, cây này 300 ngàn em bao ship luôn. Chiều dài là 60. Mã số 121, cây này 400 ngàn em bao ship. Cây này to nha. Thank you.
19. Mã số 123, cái này 200 ngàn luôn ạ. À. 124. Rồi cái đế em đo gì là 24. Thân cái này là 14. Chiều dài là 34. 124, 200 ngàn luôn. Rồi đế cây này là 37, đế cây này tròn đều luôn ạ. Thân ở đây là 19, chiều dài là 43. 127, 350 ạ. Thân ở đây là 16.
chiều dài là 42. 131 300.000 em bao ship. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Dạ, em xin chào. Thank you.